Phù đi kìa. Đi kìa, đi kìa, đi kìa. Về hay không, về hay không? Và có cả chém của IA nhá. Và ra đến với trận đấu chung kết, Max C dành cho game thủ Anh Huy. Tôi chết tôi rồi. Ờ, cân cân IA Kata thôi. Quân cân đánh được. Sẽ cầm Greg. Vâng, đây là Max C của Anh Huy. BB trận đấu này là người được cầm Kata. Và có một con IA dây game thủ Nam Sông Kiều. Bài đấu mà Huy đã có đôi voi rồi. Quả đôi kiểu gì? Đếm kiểu gì đâu? Quả đôi, quả bảy đấy. Đôi voi bảy hiệu. À xin lỗi, đôi voi bảy quả đầu 7 cây. Dành cho game thủ Anh Huy. Bác xe của Anh Huy này mà cũng được nhà đi tươi. No go à? Rừng lù lù kia vẫn bảo chưa thấy cái rừng đầu đâu, đúng là Kami Yokcho các bạn ạ. Bình luận chả theo dõi trận đấu gì cả. Rừng vàng cạnh nhau đến kia, nó vẫn còn bảo Nam Sông Kiêu chậm không phải Nam Dân. Vâng, đi dò tìm thêm đồ ăn rồi, đôi voi rồi, hiêu đầu chắc nằm trong mặt 3 giờ. Đây phải hiêu nữa đi thưa anh Huy. Xe cầm Greg trận này thôi. Uầy. Hay rừng đẹp luôn. Đây là máy game thủ chim sẻ. Trận này sẻ đơn giản là chơi toàn phù. Đơn giản là sẻ sẽ chơi toàn phù. Vấn đề là đồ ăn thôi. Vâng, đang đi dò tìm đồ ăn. Trận này thì anh Huy sẽ là người để có thể chém phù thủy đội bạn. Có quả phụ lên chim sẻ nắng nhưng đang cố gắng đưa hiệu về cái đã. Bảy hiệu đầu đây, rất may là gặp sư tử nhưng nó không cắn. Vâng, anh Huy bị công trộm mất một con voi. Lại sư tử này. Ôi ôi ôi. Vâng, đây là hết đầu. Trận chung kết trong C2. Greg Mark, hai con chém đối đầu với Kata IA. Một lạc đà, một ngựa chém. Nhưng chúng ta có đơn vị khám phù thủy. Một bầy yêu, một bãi quả đây game thủ chim sẻ mà thôi. À, ăn chanh. BB cầm cá thai đi ăn trong trận đấu này, một bãi quả. Huy gần nhà IA và sẻ gần nhà người cầm cá tha. BB đã khôn khéo nhét nông dân bên trong rồi, phải đi đập lô lên chim sẻ này. Ờ, đây có bãi quả phụ nữa, may quá. Huy vừa đập, à chứ đó là BB vừa đập dân của sẻ nhưng không sao. Hai quả phụ bầy yêu đầu, ăn chanh một bãi. Lực có là bình thường, không phải là quá khỏe ở trận này. Rất căng cò, bên kia Huy bị IA câu mất một voi. Sẻ đang tận dụng nốt những con hiệu cuối cùng trong bầy hiệu đầu của mình. Thêm bãi quả phụ 6 cây ở đây. Quả đầu cũng đã gần hết. Trận lực bãi quả phụ thôi. 8-34 với 26 dân Greg. Vâng, tâm lý bảo vệ BB đánh công an một áo bạn ạ. Anh em đợi mình chút nha.
Ờ Kami ơi, tối tao gửi nhá. Em à, ờ chú ý điện thoại trong thì chuyển tiền anh gái nhá. Hả? Ờ thì anh tưởng em ngủ thì chú ý điện thoại gái nhận tiền trong chuyển. Chọn thế nào được ca tha các ông. Rồi bo bế nhà cửa mình thôi. Không, bên này chả thấy nói gì cả. Vâng, 27/36 cùng ai một áo đến từ cái thủ BB. Rơi toàn phù thôi, mặt máy anh Huy ở cái bên kia là Max C nè. Đang bò tròn ruộng, giống như những gì chim sẻ đang chim lợn. Đang có Y đứng thủ khoanh ruộng tròn. Sau đó ra Y đi xiên nhà của người Camilla thôi. Vâng, tham lai đang ở số 27/36. Vâng, 27/36 đến cái thủ anh Huy và ta quay trở lại màn máy của cái thủ chia sẻ. Rồi đấy, đang công phủ nhà BB. Phủ cả công an một váy luôn, bắn luôn dần. Thế nào? Vâng, thêm một công an nữa ra thì phủ tiếp. Ông nào cầm IA thì mang nốt cho em ra đây để tôi nhậu nốt nào. Phù cả dân luôn em. Vâng, Bi lấy dân ra đập phù thủy. Ok, có chém đây rồi, phù công an. Phù đỏ. Rồi phù phát nữa nào. Nào 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 nào, phù được 2-3 rồi. Ok, vâng như nào. Như nào. Vâng như nào. Không chết con phù thì nào, vì phù đứng cạnh nhau nó sẽ hồi máu cho nhau giống như Kami đang thổi kèn vậy. Tham lai đường số là 42/44 dành cho cái thủ chim sẻ nhàng. Không chết con phù nào luôn. Vâng, Huy chỉ cần ra Y đi xiên nhà IA thôi. Xiên đây, xiên đây, xiên đây em ơi. Vâng, binh đoàn phù thủy đến từ chim sẻ nhàng sẽ công lên nhà của thủ BB tuần này và hồi sức cấp cứu. Vâng, hồi sức cấp cứu. Người chơi phù hay nhất Việt Nam. Vâng, giáp phù thằng cả nhà thủ anh Huy luôn. Huy phải giữ được tham. Tham lai được số là 23/44. Ôi ôi. Vâng, nghe mẹ toang toang tham 24. Vâng, còn giữ được khoảnh ruộng. Cố lên nào, cố lên nào. Tham 24 đến từ cái thủ anh Huy rồi, vừa mất bãi gỗ nhưng mà vẫn còn khoảnh ruộng ở đây. Nhưng như này thì game thủ Nam Sông Kiêu sẽ rất khỏe đấy. Sẽ phải làm sao đó giết chết nhà BB càng nhanh càng tốt. Đây là những con đông dân của game thủ Nam Sông Kiêu nữa kìa. Chém của Huy đang hơi ngáo ngơ các bạn ạ. Thấy hết dần rồi. Cho hai con đi sang chiên đi em. Có phù thủ rồi. Rồi sang chiên nhà người cầm IA thôi. Trở lại mặt máy cái thủ chim sẻ. Sẻ sẽ phải rất nhiều tay trận này. Nếu như thấy cái gì đó xuất hiện ở nhà anh Huy thì Huy phải hô lên ngay. Vâng, nó không hô. Phù được rất nhiều chém rồi bạn. Tham lai 50 lên chim sẻ nhắn. Binh đoàn phù thủy. Ờ không, em có bảo Kami thổi kèn cho em đâu anh. Anh lại cứ nói thế. Mang tiếng Kami, mang tiếng em ra. Tham lai đã ở số là 50/56. Thổi kèn đây một cái gì đó rất là phạm trù nha các bạn.
bạn không nên quy chụp những cái này, tình huống như thế này, nó rất là nguy hiểm. Rồi phụ tiếp, rồi Aizo thổi thôi, dân ca và nhạc thổi kèn đấy. Hàm Lai 52 như này thì BB sẽ khỏe lại, nhưng mà chúng ta sẽ có một bài câu ngựa chém để đối đầu với người cầm Yamato sau. Xin lỗi, cầm với người cầm Kata sau. Đến riêng 3 đến từ anh Huy, vâng, đi tiên rồi. Trong đó Thẻ đang chơi phù với đội bạn. Ủa ôi, vâng, hơi giật mình bất tình nhìn một tên công an một áo. BB đẩy vào nhà chim sẻ đang bắn nguyên bãi vàng. Tham lại 40, chim sẻ tụt 10 tham cho cơm rồi và 11 tham. Tham lại của chúng ta bắt đầu bị đè lại rồi. Huy bắt đầu xiên bay nhà người cầm Yamato. Phía đối phương sẽ phải hồi sức cấp cứu cho con ngựa chém của mình. Huy cũng phải sóc chém nữa đi là vừa. Công an bạn bắt đầu đẩy rồi. Vâng, tham lại 46 thì cho cái thủ chim sẻ nào với bài chơi phù thủy. Vâng, tham lai được số là 47/76 đến từ chim sẻ, bắt đầu công vào nhà BB một tơn và Huy cũng sẽ chan luôn. Vâng, phủ đi kìa, đi kìa, đi kìa, đi kìa, phải hay không, phải hay không. Vâng, có cả chém của IA nhá. Vâng, thiệt thiệt thiệt, phủ lấy mấy con chém IA này để có thể chém cung A đồ đạn thôi. Chơi đi. Vâng, tham lại 47 đến chim sẻ nhà binh đoàn phù thủy đang kéo lên. Vâng, có quá nhiều phù để chim sẻ nắng ở đây và em phù được cực kỳ đông chém của đội bạn, nhưng con đi của Huy vẫn còn. Vâng, Huy đang xiên nhà đối phương rồi, đang nói game thủ anh Huy. Một trận đấu lộn ngược dòng cho team AS Sparta. Vào, ui giời ơi. Không sao, xiên đi. Vâng, như vậy đội bạn cũng đã rất yếu rồi. Huy tham lại ở số 40, sẻ có chém với nhà Huy kìa em ơi. Huy không đỡ được quân đâu, rồi, như vậy bật lại rồi. Hai like dành cho game thủ chim sẻ nắng với bài đấu chơi binh đoàn phù thủy, một đều về C. 5 đều về trận và ra cùng trả lời đến với trận đấu thứ 3 ngay sau đây. Rất hay.